Dòng laptop mà làm cho nhiều anh chị đau đầu và cũng đau túi nhất là đây nha anh chị, Surface Laptop 5 này là mới nhất rồi nha, chưa có dòng Surface Laptop 6. Coi 7 RAM 16GB ổ cứng 512GB, anh chị biết sao, cách đây một năm á, cái con máy này ra mắt á, 50 mấy triệu máy new siêu đó. Trời ơi em nói, mà bây giờ em cường chi đúng bằng một nửa luôn, vẫn là new 100% nha, chẳng qua là nó không có hộp giấy thôi. 27 cũ anh chị thấy không? Coi i7 luôn nha, RAM 16, màn hình con này là 2K rưỡi nha, rất là nét luôn anh chị. Và đặc biệt có cảm ứng. Những cái dòng Surface laptop này á thì cảm ứng của nó rất là khác biệt so với những dòng laptop còn lại. Lý do nó cùng một hãng với Microsoft anh chị. Có nghĩa cái hãng này là Windows nổi tiếng rồi đúng không? Và họ bui luôn cái phần cứng thì họ đồng bộ rất là cao ha. Em nói thì được là nhôm nguyên khối anh chị, à, nhôm đen nguyên khối luôn, nhìn rất là sang chảnh. Nó mỏng manh kiểu như là tiểu thư đài cát anh chị, nhưng mà không khó nha, trâu lắm. Trời ơi thấy vậy chứ trâu lắm, bền lắm, ổn định, không có lỗi vặn. Đó, đặc biệt 50 mấy triệu mà lỗi vặn nữa thì có vứt đúng không anh chị? Mà quan trọng bây giờ này, em Cường có cái mức giá này thì quá hời luôn, chỉ có 4 chiếc thôi, không có nhiều anh chị. Cái dòng new 100% no box này á, thì em Cường nói ngay là em Cường chuyên đi săn những cái hàng này. Lý do là giá trị nó không thay đổi đó, cùng là chất lượng như nhau hết, bảo hành đồ nọ kia như nhau á, nó chỉ thiếu cái hộp giấy thôi. Anh chị tiết kiệm thêm cho em Cường được 9 triệu so với thời điểm bây giờ ha. Mới new siêu bây giờ em Cường đang chi là 36 triệu đó, thì cái này là còn 27, mà cách đây năm mấy, 50 mấy triệu đó. Em nghe thêm còn nhức đầu nữa, bởi vậy thì bây giờ anh chị nào mà ưng cái mẫu này này ha, mà lúc trước á để ý nó rồi nhưng mà chưa có mua được thì bây giờ này phải nhanh cái tay ha, chứ còn không nhanh là mất lượt, có 4 chiếc thôi, chiếc thứ năm em Cường cũng không có nữa đó.